Câu số 1, chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nhỏ? Thế thì mình có này, saccharose là đường mía. Đúng không? Fructose là đường mật ong. Hay là đường mạch nha đấy. Tinh bột thì là gạo rồi. Vì vậy nên là đường nho là glucose. Ok, 1A chính xác. Chuyên Vĩnh Phúc. Đây, câu số 2, câu đề của chuyên Vĩnh Phúc lần 3 năm 2019. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Các thanh niên nào chưa xe về tường thì xe thật nhanh về tường giúp thầy nhá. Chất nào sau đây thuộc disaccharide? Disaccharide là hai vòng đường hay được cấu tạo bởi từ hai gốc alpha amino acid. Thủy ơi, Thủy xe vào trong nhóm, xe vào trong tất cả các nhóm em là thành viên giúp thầy nhá. Tất cả các bạn đang theo dõi video livestream của thầy giúp thầy share vào trong tất cả các nhóm, các em là thành viên. Lan Anh share vào trong nhóm live VIP giúp thầy nhá. Tinh bột là polysaccharide. Glucose là monosaccharide. Cellulose là polysaccharide và saccharose là disaccharide. Vậy thuộc loại disaccharide là gì? Saccharose. Đáp án đúng đáp án D. Saccharose. Câu số 3 nhá. Để chuyên đương nhiên năm 2019. Các em cùng comment đáp án. Câu số 3 đáp án gì? Hello Quang Hiếu, chào em. Hello, chào cả nhà. Cả nhà nhớ comment đáp án lại nhanh nhá. Mình sang câu số 3 rồi. Chuyên đương nhiên năm 2019. Y là một polysaccharide đã. Thế là glucose là mono rồi. Về loại ngay glucose. Saccharose là disaccharide rồi. Loại tiếp saccharose. Thế vậy là mình chỉ còn amylose và amylopectin. Trong thành phần của tinh bột có cấu trúc mạch phân nhánh. Lưu ý, có cấu trúc mạch phân nhánh. Mạch của nó phải là mạch phân nhánh nhá. Được chưa? Thế thì mạch phân nhánh thì amylose là không phân nhánh. Không phân nhánh. Amylopectin là phân nhánh. Vậy đáp án đúng mình đáp án D. Ok chưa? Các em hiểu chưa? Rất là dễ. Nha. Tiếp tục nha. Tâm à, tâm xe về tường nhá. Xong rồi tác các bạn vào đây nhá. Tâm mấy hôm nay mới thấy mỏ lên đấy. Câu số 4. Chuyên sư phạm lần 2 năm 2019. Là những cái câu rất rất hay. Cái link để ghim đấy là link để đăng ký mua bộ 4 quyển sách tâm huyết của thầy. Thảo nào thấy vắng, đúng rồi. Còn lại như thầy đã nói thì bây giờ ngày hôm nay thì riêng 50 bạn đã theo dõi video livestream thầy trong xe video livestream về tường. Thì ngay lập tức inbox cho chị Thảo Thoan thì khóa live VIP chỉ còn có 500.000 và được tặng hẳn khóa full video với 124 video của thầy. Giúp đỡ các em thẳng tiến vào cánh cửa đại học luôn. Phá toang cánh cổng đại học. Câu số 4 chuyên sư phạm lần 2. Thủy phân hoàn toàn tinh bột. Tinh bột thì thu được monosaccharide thì chắc chắn nó là gì nhỉ? Glu rồi. Về loại ngay xác. Loại ngay fructose đúng không? Hiro hóa glucose thì thu được, chắc chắn là thu được sorbitol. Hò mãi thầy mới, tưởng thầy quên em làm sao mà quên được. Glucose sorbitol đáp án đúng đáp án. À. Ok nhá. Nay lớp 12 tiết mai ạ. Nay lớp 12 nhá, thầy mới chuẩn bị livestream cho 2K3 thôi chưa đâu, thầy đang viết sách cho 2K3 nữa. Câu số 5 để chuyên sư phạm lần 2. Năm 2019. Các thanh niên giúp thầy share trong tất cả các nhóm nhá. Nào, chuyên sư phạm lần 2 năm 2019. Cho 500ml dung dịch glucose phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong NH3. Comment thật nhanh nhá. Chúng ta lưu ý này. Một anh glu thì cho ta hai anh bạc. Vậy mình có số mol bạc bằng 10,8 chia cho 108 thì bằng 0,1. Vậy ngay lập tức thì tính bằng tay anh tìm được số mol glu 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05. Vậy mình tìm được nồng độ bằng 0,05 chia cho 0,5. 0,05 mà chia cho 0,5, máy tính hiện ra rồi. Các em bấm vào đây đấy. 0,05 mà chia cho 0,5. 0,05. Ồ, no rồi. Khả năng cao là thầy quên máy tính hiện ở Hà Nội rồi. Nay thầy livestream ở nhà. Và ở nhà thì không có một cái máy tính nào cả. Và thì vậy là hôm nay phải nhờ tất cả các em rồi. Các em bấm máy tính giúp thầy nhá. Hôm nay thì không có một cái máy tính nào ở nhà cả. Không có luôn. Không có một cái máy tính nào ở nhà. Hôm nay nhờ tất cả các em. Các em bấm máy tính giúp thầy nào. Câu số 5. Nào, 0,05 mà chia cho 0,5 thì bằng 0,1 đúng không? 0,1. Mai bắt đầu gọi em ạ. Mai bắt đầu. Ok, Lan Anh bấm mượn thầy nhá. 0,1, ok. Đáp án đúng, đáp án B. Câu số 6 nào. Đề của Hải Phòng lần 1 năm 2019. Các em nhìn thấy đề này, đề rất mới.
rất mới nên là các thầy cô các em rất dễ copy vào trong các đề kiểm tra ở trên trường. Và tiếp tục nha. Câu số 7. Đề Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh năm 2019. Sắc rô dơ là loại đường phổ biến nhất, có nhiều trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. Công thức phân tử của sắc. Nó sắc là gì? C12H22O11 đúng không? C12H22O11. Điện thoại thì đang live stream cho các em rồi, Thủy ạ. C12H22O11. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Câu số 8. Đề chuyên Vĩnh Phúc lần 3 năm 2019. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thì thu được monosaccharide A. Câu này bị trùng. Đúng không? Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được monosaccharide A và A chắc chắn là glu. Loại fruct. Loại sắc. Hydro hóa A thì chắc chắn thu được sorbitol. Vậy đáp án đúng đáp án A. Thầy giải từ từ mà. Câu 7 là câu 6 này chưa kịp giải. Sorry. Câu 6 chưa giải. Sorry cả nhà. Đây mắt thầy lé. Câu 6. Nhìn kỹ nha. Hải Phòng. Cho mg glu, các em quan sát nha, thầy giải cực kỳ chậm. Glucose này tác dụng hết với lượng dương dịch AgNO3 thu được bạc này. Mình tìm được một glu thì cho mình hai bạc đúng không? Mình tìm số mang bạc của 3,24 chia cho 108 thì bằng 0,03 đúng không? Vậy ngay tức mình tìm được số mol glu bằng 0,03 nhân 1 chia 2 bằng 0,015 đúng không? Vậy ngay tức đến đây mình tìm được khối lượng của glu bằng 0,015 mà nhân 180 hình như bằng 22,7. Đúng chưa? Hello cái Văn Quân, không sao cả, Quân xe video livestream lại về tường nhá. Tất cả các thanh niên nào vô muộn thì xe ngay lập tức video livestream lại về tường xong tắt tất cả các bạn, các em vào trong video livestream nhá. Giúp thầy xe video livestream lại về tường. Các em comment thật nhanh đáp án của câu ngày hôm nay. Hello. Mình cùng chiến đấu và mình cùng chiến thắng nha. Tiếp tục, câu 7 rồi thì công thức phân tử của xác là C12H22O11 rồi. Đúng không? Câu số 8 để chuyên Vĩnh Phúc thì nó bị trùng với câu bên trên rồi. Đúng không? Glucose và sorbitol đúng không? Hello tỷ tỷ tỷ. Giờ mình sang câu số 9, chuyên Vĩnh Phúc lần 3 năm 2019 à. Đấy các em nhìn thấy là các cái đề trường chuyên nó hay thi lặp đi lặp lại với nhau. Thế này các em chỉ cần học của thầy thôi, với cái quyển sách luyện đề của thầy là ok hết. Năm nào ngoái sách của thầy còn trúng tủ bao nhiêu câu. Các anh chị cứ đi thi ở khoe ầm. Em đọc hết rồi. Đợt này thầy đang bận viết sách nên là các tin nhắn các anh chị báo điểm thì còn chưa kịp thống kê mà đăng lên cho các em. Bận quá. Câu số 9. Cho 0,9 gram. Câu số 9 cho 0,9 gram glucose. Cho 0,9 gram glucose. Thế vậy ở đây mình có này, 0,9 gram glucose, mình tìm được số mol glucose bằng 0,9 trên 180, cái này thì không có máy tính rồi. Glu này thu được 2 bạc. 0,9 trên 180 bao nhiêu các em ơi? 90 trên 180 thì là bằng 0,5. Thế là 0,9 là 0,005 à. Vậy suy ra số mol bạc bằng 0,05 nhân 2 bằng 0,01 à. 0,01 mà nhân với 108 thì chắc là bằng 1,08 nhỉ các em nhỉ. Chắc 1,08. Chắc đáp án đúng đáp án này. Đúng chưa? Thanh niên nào chiếc xe lại về tường, xe thật nhanh lại về tường nhá. Mình đến câu số 10 này. Đây là các câu carbohydrate cực kỳ dễ thi. Chắc chắn có trong đề thi kiểm tra ở trên trường của các em. Nhanh tay comment đáp án nhá. Bạn nào chưa xe lại về tường thì xe thật nhanh lại về tường, nếu không là mới bị trôi đấy. Trôi mất là không làm ăn được gì đâu. Khẩn trương đúng không? Nào mình có tiếp tục này. Câu số 10. Đề thi Hải Phòng lần 1 năm 2019. Cellulose, ủi Nguyễn Huyền trâu thế. Nguyễn Huyền chắc pin team live VIP rồi. Cellulose thuộc loại polysaccharide là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật. Có nhiều trong gỗ bông nõn. Bông nõn là chiếm 99-95% là cellulose. Công thức phân tử của cellulose là gì? Công thức phân tử của cellulose là gì các em nhỉ? C đúng không? Thầy nhầm vẫn rất ok, thầy nhầm liều đấy. Tao đúng đáp án C. Mình sang câu số 11 nhá. Giải theo cảm nhận. Chuẩn luôn. Các em giúp thầy xem video livestream là về tường nhá.
Tiếp tục nào. Câu số 11. 500ml dung dịch glucose phản ứng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 10,8 gram bạc. Vậy là glu này thu được 2 hàng bạc. Mình tìm được số mol bạc bằng 10,8 chia 108 thì bằng 0,1 đúng không? Vậy suy ngược lại số mol glu 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05 đúng không? 0,05 mà chia cho 0,5. 0,05 mà chia cho 0,5 hình như bằng 0,1. Đáp án đúng là đáp án D. 11D hoàn toàn chính xác, rất tốt. Đấy. Bài dễ mà đúng không? Các em chú ý nhá. Hôm nọ chúng ta đã thống nhất với nhau thì bây giờ thầy thống nhất lại chúng ta là lưu ý với thầy này. Chốt tối thứ tư lúc 20:30 là mình thi thử ST nha. 50 phút 40 câu. Quà đặc biệt. Quà đặc biệt chỉ dành cho một bạn duy nhất được điểm 10. Dành cho một bạn duy nhất được điểm 10. Đó là quyển sách hữu cơ của thầy. Quyển sách hữu cơ lớp 12 trị giá 145.000 nhá. Quyển sách hữu cơ. Và còn cái này đặc biệt hơn này, cộng với lời chúc của thầy là vô giá. Lời chúc của thầy là vô giá nha. Lời chúc của thầy được ghi ở ngay ở đầu quyển sách. Nhớ chưa? Tối thứ tư lúc 20:30 tuần này đấy nhá. Thi thử ST 50 phút 40 câu. Quà đặc biệt một bạn duy nhất được 10 điểm sẽ được quyển sách hữu cơ 145k cộng lời chúc của thầy. Nhớ nha, nhớ nha, nhớ nha. Nhớ xe video live stream này lại về tường và tối thứ tư cùng thi, được chưa? Sau đó thầy sẽ live giải full. Được chưa? Thầy sẽ live giải full, live chữa full để thi thử. Nha. Sau đó thầy sẽ live chữa full để thi thử. Vào 20:30 tối thứ năm. Cả nhà nhớ chưa? Nhớ chưa nào? Nào mình tiếp tục. Chào Nguyễn Bá Thanh Minh. Nào mình tiếp là sang câu 12 nào. Để minh họa năm 2017. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Thế thì chắc chắn nó là gì rồi? Nhiệt độ thường X tạo dung dịch iốt hợp chất màu xanh tím. Iốt vậy chắc chắn nó chỉ có thể là tinh bột. Và đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Được chưa? Các em xem video live stream thật nhanh lại về tường nhá. Tùng ơi, Tùng đi du lịch về có quà chưa? Không vào xem mất quyền lợi. Hello Tâm, sao đấy Tâm? Câu 13. 13 bây giờ phải nhờ cả nhà bấm máy tính giúp thầy rồi. Nào 13. Từ 16,2 tấn. Từ 16,2 tấn sen. Từ 16. Các em nhìn chiêu đọc này. Sen. Mình tìm được số mol sen bằng 16,2. 16,2 chia cho 162 bằng 0,1. Đúng không? Sen công thức là C6H10O5 à? Thì 0,1 này. Người ta sản xuất được M tấn cellulose trinitrat. Tính theo hiệu suất cellulose là 90%. Vậy là nó bằng 0,9 nha. Vậy là cellulose trinitrat là C6 này. H7 này. O2 này. ONO2 tất cả 3 lần, tất cả N lần. Thì viết tắt là cellulose trinitrat. Đúng không? Hiệu suất 90% thì mình có này. Nhìn kỹ này, 0,1 nhân 1 chia 1 bằng 0,1. Thuận nhân hiệu suất, về nhân 0,9 thì bằng 0,09. Được chưa? Thế vậy 0,09 mà nhân với 297. 0,09 mà nhân với 297 à? Thì bằng bao nhiêu nhỉ? 26,73. Các em bấm đúng không? 26,73, 7963 mà. Đúng rồi, 26,73. Đáp án đúng, mình đáp án C. Các em hiểu không nhỉ? Các thanh niên nào hiểu thì chấm cái để thầy biết nhá. Các thanh niên nào hiểu thì chấm cái để thầy biết nhá. Các em có đồng ý là thi thử vào tối thứ tư không?
thi tử tối thứ tư, live giải full vào tối thứ năm. Thi thử vào tối thứ tư và live giải full vào tối thứ năm. Ok. Live giải full khả năng cao vào 9 giờ tối thứ năm là đẹp nhất nhỉ. Là mình tiếp tục nào. Câu 14. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh lần 1 năm 2019. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh lần 1 năm 2019. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được monosaccharide X. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được monosaccharide X. Cho X phản ứng dung dịch AgNO3 trong NH3. Tinh bột thì chắc chắn là mình thu được là glucose rồi. Vậy X là glu loại anh này phải rút ngay. Không thi tối thứ tư. Để tối thứ năm thì like. Nhá. Cho X phản ứng dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được hợp chất hữu cơ Y. À vậy là glu này vào trong AgNO3 trong NH3 thì chắc chắn nó tạo thành gì nhỉ? Amoni gluconat chứ không phải ra bạc. Hợp chất hữu cơ mà, bạc là hợp chất vô cơ. Acid gluconic không phải, phải là amoni gluconat, bởi vì trong môi trường NH3 nó tạo thành muối amoni. 14 đáp án B. Ok. Dễ ợt. Câu 15 nào cả nhà. Thì chữa cực kỳ chậm nha, các em chú ý nha. À, đề Nghệ An lần số 1 năm 2019 cho 200g dung dịch glucose. Cho 200g dung dịch glucose 14,4%. Vậy bây giờ mình sẽ có glu này. Mình có sẽ có C% bằng M chất tan trên M dung dịch. Vậy M chất tan thì bằng C% là 0,144 nhân 200. Và hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol của glucose bằng 0,144 nhân 200 chia 180. Bây giờ thầy không nhẩm được đâu, giờ phải nhờ tất cả các em rồi. Các thanh niên đâu rồi? Bấm máy tính giúp thầy xem là bao nhiêu số mol của glucose nào. 0,144 nhân 200 chia 180. Hôm nay thầy không máy tính đâu. Nào. Khẩn trương. Các em nhớ nhá. Nào bấm máy tính giúp thầy. Tranh thủ đợi các bạn bấm máy tính giúp thầy thì thầy dặn các em này, tối thứ tư 20:30 thi thử nhá. Thi thử ST 50 phút 40 câu. Được chưa? Live giải full này thi thử vào 20:30 tối thứ năm. Quà đặc biệt một bạn duy nhất được 10 thôi. Quyển sách hữu cơ 12 145k cộng lời chúc vô giá của thầy nhá. Nào, giúp thầy bấm máy tính xem nào. Glu mà cộng với lại 0,144 nhân 200 chia 180 bao nhiêu mol? 0,16 mol, thank you. 0,16, vậy suy ra số mol bạc 0,16 nhân 2 bằng 0,32. 0,32 mà nhân 108. 0,32 nhân 108 như đuôi 6. 2816 mà. Rồi. Bây giờ G2A. 0,32 mà nhân với lại 108. 34,6 rồi. Chắc chắn đáp án này. Đấy nha. Sang câu 16 này. Ok, các em hiểu bài không? Mề minh họa năm Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Phát biểu nó sẽ là đúng, gạch chân từ đúng nha. Gạch chân từ đúng nha. Thanh niên nào chưa xe thì xe thật nhanh lại về tường nhá, không là sau khi livestream xong là thầy ẩn video livestream đấy. Mà không nhìn thấy gì nữa đâu. Nào, nhận định nào đúng nào. Lan Anh xe vào trong nhóm live VIP giúp thầy nhá. Tâm đâu mất rồi, mất hút rồi. Dung dịch xác phản ứng với CH2 lần tạo thành dung dịch màu xanh lam. À đúng. Sen bị thủy phân trong môi trường dung dịch kiềm là sai, trong axit cơ. Glu bị thủy phân trong môi trường axit sai tiếp, tinh bột phản ứng trắng bạc sai tiếp, vậy đáp án đúng mình là đáp án A. À. Được chưa? Dung dịch xác phản ứng với CH2 lần tạo thành dung dịch màu xanh lam. Sang câu tiếp theo, câu số 17. Câu tiếp theo câu số 17 nào. Sử dụng Ninh Bình. Thủy phân 68,4 gram xác trong môi trường axit với hiệu suất 92%. Ninh Bình này, Ninh Bình của Tâm này. Tâm đâu rồi, đội mồ sống dậy. Ninh Bình à. Xác. Số mol xác 68,4 chia cho 324. 324 đúng không nhỉ? Hay 300 342 chứ. Xác là 342, 68,4 chia 342, 0,2 mol. Trong môi trường axit thì thu được alpha glu cộng beta fructose. Được chưa? Vậy đây mình có này, hiệu suất 92% là 0,92. Nhìn chưa? Bấm máy tính giúp thầy với nào. 0,2 nhân 1 chia 2. Sorry, 0,2 nhân 1 chia 1 bằng 0,2. Thuận nhân 0,92. Ra số mol glu nhá. 0,2 nhân 0,92 ra số mol glu nhá. Hello Thủy, Thủy bấm máy tính giúp thầy với. 0,2 nhân 0,92
được bao nhiêu nhân 180 nào? 0,2 nhân 0,92 đuôi 4 hay sao ạ? Thì đuôi phải đuôi 4. Thế là loại này, loại này, loại này đáp án đúng là B hay sao ạ? Các em bấm đúng không? Đúng B không? 66,24 thế nhầm thôi mà. Thế lấy 22 bằng 4. Thế đuôi phải đuôi 4. Chuẩn không nhỉ? Nhưng mà nhân 180 làm gì còn 4 nữa? Thầy phi ra đây em dẫn thầy đi ăn thịt dê thật không? Rồi nào thầy ra nhá. Nào khẩn trương nào các em, bấm máy tính giúp thầy xem có đúng là bằng B không? A. 0,184. 0,184 mà nhân với lại đây là thầy nhẩm nhà liều mà, 0,184 nhân 180 A hả? A. 33,12, thank you cả nhà. Đấy các em thấy không? Thầy nhẩm nhiều khi cũng bị nhầm. Thực ra thì có nhầm rồi. Nào tiếp tục sang câu 18, Sở Giáo dục Ninh Bình nào, lần 1 năm 2019. Thủy phân hoàn toàn đi saccharide A. Thu được 2 monosaccharide. Đấy, câu này cũng khó phết nha. Nha. Câu này cũng khó phết đấy. Câu 18 đáp án gì ạ cả nhà? 18 đáp án gì nhỉ? Nghe vẻ khó đấy, 18 đáp án gì đây? 18 đáp án gì nào? 33,12 thank you Quang Hiếu. 18 ơi là 18. 18 đáp án gì nào? Thủy phân hoàn toàn đi saccharide A thu được 2 monosaccharide. Vậy thằng A nó phải là đi saccharide. Tinh bột là poly vứt. Được chưa? XY hydro hóa X hoặc Y đều thu được chất hữu cơ Z. Vậy Z chắc chắn là sorbitol rồi. Đúng không? Vậy Z là sorbitol nhưng không thể glucose được. Vậy Z chắc chắn là sorbitol. Vậy A là đi saccharide thì không thể glu được. Vậy A là đi saccharide này là saccharose và Z là sorbitol. D. Bởi vì cả glu và rút khi cộng hydro thì đều tạo thành sorbitol nha. Câu 19 chuyên Quang Trung. Chuyên Quang Trung. Câu 19 Trung học phổ thông chuyên Quang Trung. Năm 2019. Nào comment xem nào. 19 đáp án rẻ. 19 đáp án gì nào? Nghe vẻ khó cứng đấy. 19. Thanh niên nào chưa xe chấm cái trong xe là về tường nhá. Tí lai xong thì ẩn. Ẩn mất hút luôn. Hello Dương Thị Vân Anh, chào Lưu Ngọc Thuận. Chào An An, chào Nguyễn Tường Vi. Hello. Chào cả nhà. Hân hạnh tài trợ video live stream này là thầy Minh Mieli. Hello, chào cả nhà. Ông Minh Vlog. Câu 19, thủy phân hoàn toàn đi saccharide. Ơ câu này như bị trùng, chuyên Quang Trung này, như bị trùng này. Chuyên Quang Trung này y xì như Sở Giáo dục Ninh Bình, em nhìn không? Quang Trung Ninh Bình này, đi saccharide A này, loại glu, loại tinh bột này, là xác xác này. 2 XY này, hydro XY thu được Z, vậy là xác và sorbitol, B luôn. 19 trùng. 20. Sở Giáo dục Ninh Bình lần 1. Sở Giáo dục Ninh Bình lần 1, chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide? Hân hạnh tài trợ. Mấy bạn ấy học thầy em ạ. Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide? Polysaccharide thì tinh bột là polysaccharide rồi, glu là mono, vứt. Chào Minh Anh. Farouk là mono, vứt. Xác là đi, vứt. Vậy polysaccharide là A, tinh bột. Được chưa? Câu 21. Chuyên Lam Sơn. Chuyên Lam Sơn. Chuyên Lam Sơn à? Thủy phân 200g dung dịch. Các em ạ, bây giờ hiện tại nhá, có rất nhiều bạn 2K2 không biết đến thầy. Thực sự đáng buồn. Thế rất mong muốn các em xem video live stream này lại để mà giúp đỡ cho các bạn, nhiều bạn biết đến thầy hơn. Để mà các bạn có thể theo dõi các buổi live stream của thầy. Để các bạn học giỏi hóa hơn. Thế mà rất mong muốn như vậy nhá, để các bạn không bị sợ hóa nữa. Khi các em mà đã chinh phục được cái nỗi sợ môn hóa, các em cảm giác cái phê lắm, các em thích lắm, đúng không? Thầy cũng như vậy, ngày xưa thầy cũng thế thôi. Nào câu 21, chuyên Nam Sơn, mình đi được một nửa quãng đường rồi đấy. Thủy phân 200g dung dịch xác. Xác cái này khó này. Xác là C12H22O11 đúng không? 200g, thế vậy là mình sẽ có là M của xác nguyên chất đấy, thì bằng C% 0,0684 nhân 200. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được số mol của xác nhỉ. Số mol của xác là 0,0684 nhân 200 chia cho 342 bằng bao nhiêu mol đấy. Thầy chịu, thầy không có máy tính. Khổ nó. Vận dụng cao ST học mông lung. Úi giời, vận dụng cao ST phải học thầy rồi.
Nào. Lấy ôn hợp. Vậy là anh này thủy phân thì thu được anh alpha glue và anh beta group. Thì alpha glue hay beta group đều là C6H12O6 hết nên thành ghi này. Nào. Số mol xác bao nhiêu? Bấm máy tính giúp thầy thì không có máy tính. 0,0684 nhân 200 chia 342. 0,04, cảm ơn Lan Anh. Vậy ngay tức mình có này, có hiệu suất không? Không hiệu suất, 0,04 nhân 2 chia 1 mà 0,08. 0,08. À. Thế nhưng mà thực sự C6H12O6 tráng 2 bạc. Mình tìm được số mol bạc bằng 12,96 chia 108. Cái này thì bằng bao nhiêu các em? 12,96 chia 108 là bao nhiêu? Bấm máy tính giúp thầy với. Sao đứa thì 0,04, đứa thì 0,08. Đứa lại 0,06 nữa. Nào, 12,96 chia 108, khổ thân thầy. Thế không có máy tính nhỏ thật. 12,96 chia 108 bằng bao nhiêu các em? 0,12, cảm ơn Lan Anh. Vậy hoàn toàn thì suy ngược lại được số mol của C6H12O6 bằng 0,12 nhân 1 chia 2 bằng 0,06. Đây là số mol ban đầu này. Đây số mol phản ứng này. Vậy mình có hiệu suất phản ứng thủy phân là dáng nhẽ là nếu mà chuẩn ra là phải thủy phân thành hết là 0,08 đúng không? Nhưng mà thực sự là chỉ có 0,06 thôi. 0,06 chia 0,08 nhân 100% này bằng bao nhiêu các em? 0,06 chia 0,08 nhân 100% này bằng bao nhiêu? Thì không có máy tính. Thank you Minh Quang Hiếu. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn Minh Anh. Nào. 0,06 chia 0,08. Cái này thì cũng chịu. Ừ, có máy tính. Hình như bằng 75% à? Đúng nhỉ? Đây 3,4 đúng rồi, 75%. Đáp án đúng, đáp án D phải không cả nhà? Chắc là D. Ok. Đấy, không có máy tính khổ thế các em thấy không? Thế nên là những bạn nào đi học mà không mang máy tính là thầy phạt một gói thạch hết. Không mang máy tính mất trật tự là một gói thạch hết. Thank you Lan Anh, 75% chính xác. Cảm ơn cả nhà. Đấy. Yêu nhất mấy đứa suốt ngày bấm máy tính giúp thầy. Thank you. Nào, mình sang câu 22 nào. Sang câu 22 nào. Nhớ tôi mai thi nhá. Nhớ tôi mai thi nhá. À nhầm, nhớ tôi thứ tư thi nhá. Câu 22. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Cùng comment là đây đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 đấy. Đây đều là đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 đấy. Lan Anh bấm máy tính giúp thầy nhá. Hôm nay Lan Anh bấm máy tính giúp thầy. Lan Anh hôm nay thì thấy bạn Lan Anh bấm rất là nhanh và rất là chuẩn đấy. Nào, câu 22 nè. Phát biểu nào sau đây là đúng? Các thanh niên nào chưa xe lại tường thì xe thật nhanh về tường. Hey, thank you Tâm luôn. Nhưng mà Tâm bấm hơi chậm, Tâm bấm nhanh nữa đây. Làm sao để thầy nhìn thấy đầu cơ? 22, phát biểu nào sau đây là đúng? Phân tử xe được cấu tạo từ các gốc Fruc sai. Từ beta glue. Đúng không? Fruc không có phản ứng trắng bạc. Sai. Fruc trong môi trường kiềm thì chuyển thành glue, vậy có phản ứng trắng bạc. Aminopectin của chúng mạch phân nhánh. Đúng. Xác không tham gia phản ứng thủy phân. Sai. Xác thủy phân chứ. Thủy phân mạnh tạo thành alpha glue cùng beta group. Em nữa. Vậy đáp án đúng đáp án. C. Lê Thị Truyền chính xác. Rất tốt. Sang câu 23 nào. Sang câu 23. Chuyên Quang Trung năm 2019. 23. Chào Tâm. Tâm mấy hôm nay Tâm nhớ xem lại các buổi video live stream nhá. 23 chuyên Quang Trung năm 2019. Chuyên Quang Trung năm 2019. Lên men glucose tạo thành alkonetylic. Bắt đầu đến cái câu cứng cứng thì nhỉ. Glucose là C6H12O6. Lên men thành alkonetylic, toàn bộ khí CO2 sinh ra. Thu được hai thằng CO2 này. Hiệu suất quá trình lên men là 80%, nhìn chưa? 0,8 này. Vậy ở đây mình có này, CO2 này cộng với lại CaOH 2 lần này. Chú ý từ gì đây? Dư, nhìn kỹ chưa? Dư thì thu được kết tủa CaCO3 này, số mol bằng 50 chia 100 bằng 0,5 này. Do có từ CaOH này lần dư nên số mol CO2 cũng bằng 0,5. Eo Vân Tâm nó vâng kiểu hằn học thế không biết. Vậy số mol CO2 bằng 0,5. Vậy suy ngược lại mình có 0,5 nhân 1 chia 2. 0,5 nhân 1 chia 2 bằng 0,25. Thuận nhân nghịch chia chia 0,8. Được chưa? Hello Dịch Dương Thiên Tỷ. Ui, nghe tên ý gì tên Trung Quốc này. Nhân 180. Nào, 0,25 chia 0,8. Nhân 180 bằng bao nhiêu? 0,25.
0,25 chia cho 0,8 nhân 180 bằng bao nhiêu? 56,25. Hello, thank you Lan Anh. Đáp án đúng, chúng ta đáp án B. Các em hiểu câu này không nhỉ? Câu này cực kỳ dễ, điểm mấu chốt đây là xe lần dư thì số mol kết tủa bằng số mol CO2 nhá. Học thầy vui đúng rồi, dĩ nhiên. Học thầy lúc nào cũng vui mà còn chất nữa. Chào Hiền Nga. Cái gì? Hiền Nga gì đây, đi ngủ sớm đấy. Bây giờ mới có 8 rưỡi. Ôi, đây là ngựa ngủ à. Chết rồi, năm nay dính phải bọn ngựa ngủ. Thảm nào live stream nó cứ lẹt đẹt. Năm ngoái là bọn 2K1 thì live stream được 1,3K xem đấy. 1,3K đứa cùng xem một lúc ạ. Hôm nay bọn 2K2 tình hình thế nào? Chắc đây toàn ngựa ngủ rồi. Ngựa ngủ live stream buổi sáng à? Sáng sớm à? Nào câu 24 nào các em. 24. Hello Vương Diễm Quỳnh. Các em giúp thầy share video live stream lại về tường trong tác tất tần tận các bạn các em ở trong video live stream giúp thầy nhá. Sau đó là tối thứ tư chúng ta cùng thi thử. Ok, ngựa ngủ chính xác. Nào câu 24 nào. Ở phía dưới của chúng ta là một cái link để mua sách, các em có thể mua sách nhá. Kích vào link mua sách đăng ký. Ngay ngày mai thôi chị Thảo Thoan chị sẽ gọi điện cho các em. Câu 24. Xác và glu đều có phản ứng gì? Chắc chắn là xác là có thủy phân nhưng glu thì không. Không là cộng hydro được, chỉ có mỗi là glu cộng thôi. Trắng bạc thì chỉ muốn glu trắng với xác không. Đúng rồi, học thầy làm trắc nghiệm lên lớp không sai phát nào, hoàn toàn chính xác. Vậy thì gì nhỉ? Xác và glu đều có hoạt đa kề. Chính vì vậy nên đều có phản ứng với sự hóa hai lần tạo ra dung dịch màu xanh lam các em nhá. Nhớ nhá, đều tác dụng với sự hóa hai lần tạo thành dung dịch màu xanh lam. Câu 25 nào. Câu 25 nào. Hello Tâm. Tâm xe về tường chưa? Tâm xe ở trong live VIP giúp thầy chưa? Các thanh niên live VIP đâu? Live VIP như chúng nó còn quên chưa xe cho thầy rồi. À đây rồi. Hello. Tiếp tục. Câu 25 nào. 25 nào. Đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Chính xác, thầy ôn đi xong thầy lại còn trả lại thì chả kinh khủng. Câu 25. Đốt cháy hoàn toàn mờ ga hỗn hợp gồm glu và xác. Cái này phải nhờ các em bấm máy tính hộ rồi. Glu là C6H12O6, xác là C12H22O11. Đặt cháu này là A thì cháu này là B cộng với oxy thì sinh ra CO2 và nước. Số mol CO2 bằng 0,3. Số mol nước bằng 5,04 chia 18. 8 2 16 83 24 0,3. 5,04 chia 18 bằng bao nhiêu các em? Bạn em rủ đi học học hóa em đã từ chối chính xác. 5,04 chia 18 nằm ở nhà bật điều hòa học còn sướng hơn. Nào 5,04. 5,04 mà chia cho 18. 0,28. 88 không phải. 0,3 chính xác. Chuyển bấm nhầm sao ạ? Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ có này, phương trình thứ nhất bảo toàn carbon nhá. Các em nhìn nhá. Phương trình thứ nhất thì bảo toàn carbon này. Bảo toàn carbon 0,28 nước thật á. 5,04 mà. 0,28 à. Ô thế vừa nãy thì trách sai chuyển à? Sorry chuyển nhá. Chuyển bấm đúng. Và đây bảo toàn carbon này. 6A cộng 12B. 6A cộng 12B thì bằng 0,3. Bảo toàn hydro nhá. 12A. Hydro. 12A cộng với 22B thì bằng 0,28 nhân 2. Giờ phụ thuộc hết các em bấm giúp thầy A bao nhiêu, B bao nhiêu. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Nào, A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu nhỉ? A bằng bao nhiêu nhỉ? B bằng bao nhiêu nhỉ? A bao nhiêu, B bao nhiêu? A mà không bằng 1. Thank you Lan Anh. B bằng bao nhiêu? B bằng bao nhiêu? B bằng bao nhiêu? Giúp thầy nốt nào. Không thì chưa cần đáp án. B cơ. B bằng không bằng 2. Ok Lan Anh. Đấy, Lan Anh bấm nhanh nhất. Truyền bấm nhanh nhỉ. Rất tốt. Chim Hà bấm nhanh 3. Vậy nên mình tìm được khối lượng này 0,01 mà nhân với lại 180 thì bằng 0,18. 0,02 nhân 3, 342. 342820. Đáp án bao nhiêu các em? 0,01 nhân 180 cộng 0,02 nhân 342. Khối lượng bao nhiêu nhỉ? Nhờ hôm nay không có máy tính
đủ thế. Bấm quyết lượng giúp thầy với. Chưa có bữa nào bấm hộ thầy khối lượng cả. Buồn quá đi. D 8,64. Cảm ơn Lan Anh. D nhá. Nào mình sang câu tiếp theo. Cảm ơn Kim Hà. 26. Chuyên Bạc Liêu. Chuyên Bạc Liêu năm 2019. Dài chưa? Tâm. Tâm bấm máy tính nhanh lên em nhá. Tâm bấm máy tính hơi bị chậm. Ok Tâm. D. Câu 26. Câu 26 nè. Chuyên Bạc Liêu năm 2019. Cho các dung dịch chứa carbohydrate X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau. Cho các dung dịch chứa carbohydrate X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau. Cho từng giọt dung dịch brom vào X thì dung dịch brom mất màu. À, vậy là mất màu dung dịch brom. Glu mất màu. Glu mất màu, glu mất màu, Frux không mất màu. Vậy loại D Frux. Đun nóng Y với dung dịch AgNO3 trong NH3 thuộc được kết tủa bạc. Đun nóng Y với dung dịch AgNO3 trong NH3 thuộc được bạc. Vậy Frux kết tủa bạc, xác không kết tủa bạc loại. Frux kết tủa bạc, glu kết tủa bạc. Ok, vậy là loại CG rồi. Tiếp tục Z có màu xanh tím cái nhỏ và đó một giọt dung dịch iốt, vậy không thể là xác được. Vậy chắc chắn đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Truyền rất tốt. Glu Frux hoạt tính bột, chính xác luôn. Glu Frux hoạt tính bột. Nào mình sang câu tiếp theo. Câu số 27. Hello Nguyễn Văn Triệu, Triệu học trường gì rồi? 27 nào. Để chuyên Lam Sơn lần 1 năm 2019, phân tử khối trung bình của sen là À vậy đơn giản, câu này dễ. Mạng chán á, mạng xịn mà. Glucose này, C6, sorry, cellulose C6H10, O5, tất cả N lần, phân tử khối bằng 162000. Vậy này là 162N, thì bằng 162000. Vậy N bằng, bây giờ thầy phải đi bấm máy tính bằng miệng, 0000, chia 162, thì bằng 10000, 10.000 hả? Đúng không? Nhầm, ông già như thầy bấm còn ra được 10.000. Các bạn trẻ không biết thế nào. Đáp án đúng đáp án C, thầy già lắm rồi mà bấm ra 10.000. Khỉ già. Dậy ngựa non. C đúng rồi, chính xác Lan Anh. Hoàn toàn chính xác. Câu 28 nha. 28 đáp án gì đây? Ở các thanh niên 28 nào. Thanh niên ở trên xe lại về tường xe thật nhanh nhá. Tí lai xong thì ẩn đấy. Mà không xe về tường đến lúc mà tự nhiên tối thứ tư giải được 10 xong thầy kiểm tra lại chưa có xe, thế là lại hỏng. Thầy còn chưa có người yêu, đúng rồi, thầy chưa có người yêu Lan Anh ạ. Thầy còn chưa có người yêu, nói quá chuẩn luôn. Chỉ biết soi mói thầy. Nào tiếp nào. Câu 28 nào. Các thanh niên comment xem câu 28 đáp án gì nào. 28 đáp án gì đây nhỉ. Trong máu người luôn có đồng độ glucid X không đổi là 0,1%. Nếu lượng X trong máu giảm đi thì người đó mắc bệnh suy nhược. Ngược lại nếu X đó tăng lên thì người đó mắc bệnh tiểu đường hoặc đường huyết. Vậy đó chắc chắn là glucose. Đáp án đúng đáp án à. Câu 29 nha. 29. Trung học phổ thông Thăng Long Hà Nội lần 1. Câu này là câu tính toán này. Câu này là một câu tính toán này. Câu 29 nào. Lên men dung dịch chứa 300g glu thì thu được 92g ancol. Glu 300g. Vậy mình có số mol là 300 chia 180. Hôm nay thầy ngán bấm máy tính lắm, tại thầy không có máy tính. Ancol nitric là 2 lần C2H5OH. Vậy số mol bằng 92 chia 46 nhỉ. 92 chia 46 bằng 2 đúng không? Vậy đây là vào dòng ban đầu này. Dòng phản ứng này. Dòng sau phản ứng này. Sau phản ứng thu được 2 mol ancol nitric và ancol nitric ban đầu là 0. Vậy suy ra này là 2. Vậy suy ngược mình có 2 x 1 chia 2 bằng 1. Vậy đây mình có hiệu suất sẽ bằng số mol phản ứng là 1 chia cho số mol ban đầu là 300 chia 180 được bao nhiêu nhân 100% thì bằng bao nhiêu đây? 1 chia 300 chia 180, vậy là 180 chia 3, 18 chia 3, 60% à? 60% đúng không các em? Các em xem có đúng là 60% không? Phải 60% chấm ngay thì biết. À, 60% chốt nhá. Đáp án đúng đáp án C. C. Đấy, chăm chỉ theo dõi video live stream thầy thì luôn luôn có những món quà đặc biệt ẩn giữa mỗi buổi live stream. Ví dụ như
tối thứ tư tuần tới. Chúng ta sẽ làm bài thi vào lúc 20:30. Và bảng ngay lập tức 5 phút sau sẽ có bảng điểm. Và bảng điểm báo về phát là chúng ta sẽ biết được chủ nhân được tặng cuốn sách đầu tiên với lời chúc cực kỳ đặc biệt nhất của thầy vào tối thứ tư. Câu 30. Chuyên vinh lần 3. Chuyên vinh lần 3. Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? Cellulose là không phân nhánh, polyethylene không phân nhánh, đúng không? Amylose không phân nhánh, vậy phân nhánh là amylopectin. Đáp án đúng đáp án C. Câu 31. Ui, lại một câu tính toán của đề Trung học phổ thông Thăng Long Hà Nội lần 1. Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam sắt. Thủy phân hoàn toàn, đúng rồi, lời chúc của thầy là vô giá. Đứa nào mà có lời chúc của thầy auto đỗ đại học. 31. Bạn nào đăng ký full cả 4 quyển nhá, 4 quyển sách của thầy được free ship. Câu 31, Trung học phổ thông Thăng Long Hà Nội lần 1. Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam sắt trong môi trường axit. Sắt là C12H22O11 này. Mình tìm được số mol bằng 3,42 chia cho 342 thì bằng 0,1 nhá. Thủy phân trong môi trường axit là cộng với nước. Trong môi trường H cộng thì mình thu được X. X của mình là glu và phờ rúc C6H12O6. Rồi cả glu và phờ rúc đều phản ứng mà. Trong này không có hiệu suất nhỉ. Đây có từ hoàn toàn rồi. Vậy mình được 0,1 x 2 bằng 0,2 mol glu. Được chưa? Cho toàn bộ X phản ứng hết với lượng dư dịch AgNO3 trong NH3. Vậy là C6H12O6 tráng cho mình 2 thằng bạc. Vậy để tìm được số mol bạc bằng 0,2 x 2 bằng 0,4. Vậy số mol bạc bằng 0,4. 0,4 mà nhân với 108 thì bằng 43,2. Giá mỗi quyển là 145.000 Nguyễn Thịnh nhá. Giá mỗi quyển là 145.000. À thì giờ em đăng ký lại 4 quyển, không sao cả. Hoặc là đến cái lúc mà cái chị ấy, chị check lại xong chị gọi điện lại cho em ấy, thì em chỉ bảo là em đăng ký 4 quyển là xong. Sao lại 0,01 tấm? Tấm bấm cái gì ấy? À thôi chết, thì 0,01 thật. Cảm ơn Tâm. Đây 0,02. 0,02, đây 0,04. Thế 0,43,2 rồi. 4,32. Cảm ơn cả nhà. Đấy, mắt lé khổ không? Không có máy tính khổ thế đấy các em ạ. Nên là các em nhớ nhá, lúc nào đi thi đi học phải mang máy tính bên người. Thầy không hiểu tại sao thế thì mất não thì lại không mang máy tính về quê. Hôm nay thầy đang ở quê. Tại 2,16 á, Lan Anh nhầm à? Sao lại... Ừ đúng rồi, 0,01. Thế này 0,02. 0,02 thì thằng này 0,04 chứ cả nhà. Bởi vì xác ra được một alpha glu, một beta phờ rúc mà. Các em hiểu chưa? Thanh niên nào chưa hiểu thì hỏi nhá. Còn thanh niên nào hiểu rồi thì chấm cái để biết nhá. Đáp án đúng đáp án C, ok. Lấy được của Tâm nhá. Được chưa? Hôm nay tưởng tí nữa là không live stream được các em ạ. Đây. Con 7 blood của thầy vừa mới rơi xuống. Và thầy tắt đi bật lại. Bây giờ bật nguồn nó cứ như này. Như này được 30 phút rồi. May lại phải lấy con X live stream bọn em. May vẫn còn con X. Chào Bạch Thắng. Mình xong câu 31 rồi. Sang câu 32 nào. Khổ không? Thầy mẹ thanh niên chuyên đi live stream cho học sinh mà trời cứ hành thầy. Thank you Trần Đỗ Trung Nam. Nhớ xe này về tường tương tác các bạn ở trong video live stream nhá. Ui, học thầy còn nhiều câu còn dễ hiểu nữa. Chắc vậy, em tự nhân nên thầy chưa nhân bao giờ, thầy không có máy tính. Câu 32. Chuyên vinh lần 1 năm 2019. Cho dãy các chất tinh bột, sen, glu, fruc, xác. Số chất thuộc loại polysaccharide là. Thầy đang live bằng iPhone X. Chẳng biết nó X hay là XS. Nào tiếp tục. Thank you Trần Đỗ Trung Nam, thấy hay nhớ xe lại về tường. Nào mình có tinh bột là poly một cháo, sen là poly hai cháo, glu mono vứt, fruc mono vứt, xác đi vứt. Vậy đây là polysaccharide hai cháo C. Ôi dễ dàng, nó dễ ợt, có gì đâu. 33 chuyên Thái Bình quê thầy này. 33 chuyên Thái Bình quê thầy này. Ôi nhìn câu chuyên Thái Bình kinh không? Năm dào. Nhìn sợ chết khiếp. Vậy chúng ta chỉ còn 10 câu thôi nhá. Chúng ta còn 10 câu nữa. Câu 33 chuyên Thái Bình. Dung dịch X. Dung dịch X chứa glucose và xác. Dung dịch X chứa glucose và xác có cùng nồng độ mol. Đấy, các em thấy của thầy nó nét căng vậy. Dung dịch X chứa glucose và xác cùng độ mol. Glu là C6H12O6 đúng không?
xác là C12H22 O11 đúng không? Cùng độ mol, lấy 200ml dung dịch X. Thì bây giờ cứ đặt cùng độ mol đây là 0,2 lít đi. Thì cứ đặt cùng độ mol thằng này là AM đi. AM thì cháu này là AM đúng không? Vậy số mol nó là 0,2A thì cháu này cũng là 0,2A đúng không? Thế bây giờ cùng cho vào AgNO3 trong NH3 nhá. Dài mà dễ đúng rồi. Dài gọi là chỉ dọa thôi. Thì chỉ có một thằng glu trắng bạc và thằng sát là không. Thu được hai thằng bạc. Vậy tìm số mol bạc là bằng xem nào. 34,56, chết rồi, không có máy tính. 34,56 chia 108 bao nhiêu các em? 34,56 chia 108 8216 2 à? Không phải. 34,56 chia 108 bao nhiêu mol nhỉ? Ôi số khổ thế, không có cái máy tính. Khổ thật đi, bây giờ mình thấy nhục dần đều khi không có máy tính. Các em comment đáp án mạnh mẽ lên, bấm máy tính giúp thầy với. Các em thương thầy, thương thân thầy, bấm máy tính giúp thầy. Thanh niên nào chưa share video live stream thì share lại về tường. Thanh niên nào chưa tag các bạn vào trong video live stream thì tag giúp thầy các bạn vào video live stream nhá. Hello cả nhà. 0,32, cảm ơn Hoàng Anh. Thế ngay tức thì tìm được luôn nhỉ. 0,32, vậy đây là 0,2A này nhân 2, vậy là bằng 0,2A nhân 2. Suy ra thì tìm được A bằng 0,08. A 0,08 rồi. Tiếp tục này, nếu đun nóng 100g dung dịch X, à, bây giờ là 100 thôi. 100 là 0,1. C6H12O6 này, C12H22O11 này. A bằng 0,08M. Vậy là A bằng 0,08M, 0,08M. Vậy 100 là 0,08 nhân 0,1 bằng 0,008 mol. Vậy dưới này cũng là 0,008 mol. Hiểu không nhỉ? Các em hiểu không nhỉ? Tiếp tục nhá. Đun với H24 loãng dư. Đây thủy phân rồi. Thì C6H12O6 của thằng này vẫn giữ nguyên 0,008. Nhưng mà anh này ra được hai thằng C6H12O6 này. Xác mà. Alpha glue và beta flux đúng không? 0,008 x 2 thì bằng 0,016. Vậy tổng của C6H12O6, C6H12O6, 0,008 cộng 0,016 bằng 0,24. Toàn bộ sản phẩm hữu cơ sinh ra tác dụng với AgNO3 trong NH3. À, bây giờ cho ra AgNO3 trong NH3 thì đơn giản. 0,8 nào đấy. Gì mà 0,8 đấy. Thì bấm nhầm à? Ờ, à, tôi chết, 0,8 thật. 0,32 chia cho 0,4. Ờ, à, 0,8. Cảm ơn. Cảm ơn Tâm nhá. Cảm ơn Tâm nhá. 0,8, vậy bỏ một số 0. Bỏ một số 0. Bỏ một số 0. Thế vậy bọn này cứ bỏ một số 0 thôi. 0,24. 0,24 ra 2 bạc. Vậy bằng 0,48 đúng không? Sao lại không chia 2 cho AG? Thế nhân chéo đấy em ạ. 0,48, 0,48 gam bạc. 0,48 mol bạc. Vậy là 0,48 x 108. 0,48 x 108 bằng bao nhiêu nhỉ? 8,864. 51,84 à? Thầy không có máy tính ấy, khổ thân. Khổ, thầy khổ thế mà Tâm lại sướng. Cười trên nỗi đau người khác không có máy tính. 0,48 x 108. 0,48 x 108 bao nhiêu nhỉ? 8,864 thì đoán đuôi 4 chắc chắn là A. 51,84 phải không cả nhà? Comment cái đáp án cái cho thầy mừng cái nào. Không có đáp án, không có máy tính, khổ đấy. 51,84 A, à, ok, thank you truyền. Chính xác rồi. Thấy mấy đứa nó comment đúng đáp án, mình là thấy đúng luôn. Nào có 34 nào cả nhà? 34 nào cả nhà? Cho các chất sau, số chất tham gia phản ứng thủy phân là nào. Cho các chất sau, số chất tham gia phản ứng thủy phân là. Chất nào tham gia phản ứng thủy phân đây? Phải là bọn disaccharide trở lên đúng không? Hello Đinh Gia Lưu, chào Nguyễn Hiếu. Disaccharide trở lên đúng không? Vậy là saccharose thủy phân, glu mono không, tinh bột thủy phân, sen thủy phân, fructose mono không. Vậy là 1, 2, 3, 3 cháu, đáp án đúng đáp án C. C nha, cảm ơn Mạnh Hùng, chính xác luôn. 35, để Hải Phòng lần 1 năm 2019. 35, để Hải Phòng lần 1 năm 2019. Nào, đề Hải Phòng lần 1 năm 2019. Câu 35. Cho M gam hỗn hợp X gồm glu và sát
tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. Glu này, xác này, tác dụng AgNO3 trong NH3 này. Đun nóng được bạc này, mình tìm được số mol bạc bằng 0,4 này. Xác không tráng gương, vậy chỉ muốn glu tráng gương là một glu cho hai bạc. Mình tìm được số mol bạc bằng 0,4 nhân 1 chia 2 bằng 0,2, số mol glu bằng 0,2. Tiếp tục mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam. Glu là C6H12O6 này. 0,2 mol rồi. Xác là C12H22O11 này. Đốt cháy trong oxy này. Thì thu được này. CO2H2O này. Số mol oxy bao nhiêu cả nhà? Bấm máy tính giúp thầy. 53,76 chia 22,4. Khổ thân, các em thấy thương này không? Không máy tính. 53,76 chia 22,4 bao nhiêu mol nhỉ? 52,76 mà chia cho 2,4 bao nhiêu mol? Bấm máy tính giúp thầy với. Khổ thân không? 52,76 chia 2,4 bao nhiêu mol nhỉ? 2,4, cảm ơn Truyền. 2,4 à? Thế vậy thì bây giờ hoàn toàn chúng ta, đề bài yêu cầu hỏi chúng ta giá trị của M. Vậy là hỏi chúng ta giá trị của thằng C12H2O11, đúng không? Ok, cảm ơn Lan Anh. Thế vậy đến đây mình làm nào nữa nhỉ? Đến đây mình làm nào nữa các em? À, đây nhá. Mình có hai cách làm, nhưng thôi thì làm nghĩ cách làm này nhanh nhất. Đầu tiên bảo toàn carbon này, 0,2 nhân 6 là 1,2 cộng với 12A. Nay thầy đáng yêu kinh khủng khiếp. Không có máy tính khổ thế đấy. Đáng yêu cái gì mà đáng yêu. 12 nhân 0,2 thì bằng 2,4, đúng nhỉ? Cộng với 22A chia cho 2 thì bằng 1,2 cộng 11A. Được chưa? Về bảo toàn oxy là tìm được A, 0,2 nhân 6, 6 nhân 0,2 cộng 11 nhân A. Có những đứa nó cứ thích cười trên nỗi đau của thầy. 2,4 nhân 2 bằng 1,2 cộng 12A nhân 2 cộng với 1,2 cộng 11A. Đến đây các em tìm được A. Ôi các thanh niên ơi, bấm máy tính giúp thầy với. Bấm máy tính giúp thầy với. Chán quá đi. Ôi máy tính ơi. A bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu nhỉ? Chết thật, thầy quên máy tính này chắc phải bị phạt thạch mất. Nếu mà dày, nếu mà hôm nay là buổi học ở trên lớp, thầy chắc thầy bị phạt đến 1000 gói thạch mất rồi. Đáp án là gì cả nhà nhỉ? Không, từ từ, A bằng bao nhiêu đó các em ơi? A bằng bao nhiêu ấy? A cơ. A bằng 0,1, cảm ơn Bảo Hân. A bằng 0,1. Vậy đến đây mình tìm được khối lượng luôn nhỉ? 0,2 nhân 180. 0,2 nhân 180 hình như là bằng 3,6 á. Cộng 0,1 nhân 324. Sao Truyền lại ra 0,13? Truyền bấm lại nào. 0,2 nhân 180 cộng 0,1 nhân 342. Đuôi 2 rồi. Chắc không phải đuôi 1 đâu. Đúng không? 0,2 cái 33 chắc là 6,61,12 à? Có phải 61,2 không? Thì dự 61,2. Lập hệ được anh Hùng ạ. Lập hệ được. Có phải 61,2 không cả nhà? Mình đang leo rank đấy. 70,2 á. Xem nào. Thằng này là 0,2 nhân 180 là 36. Thằng này là 34,2. À ừ đúng thật, 70,2. Ok, đáp án đúng, đáp án C. Thank you Mạnh Hùng. Câu 36 đề chuyên Vinh lần 1 năm 2019. 36 đề chuyên Vinh lần 1 năm 2019. Ok. Cùng chiến đấu nào. 36 để chuyên Vinh lần 1 năm 2019. Các em lưu ý nha, tối thứ tư là thầy sẽ có một cái bài đăng trước, tối mai thầy sẽ có một bài đăng trước để cho các em điểm danh chấm, sau đó là tối thứ tư thầy sẽ gắn link vào cái bài đấy để các em thi. Nha. Thanh niên nào chưa xe thật nhanh lại về tường đi. Câu 36 cho sơ đồ chuyển hóa. Sen trong nước thủy phân thì chắc chắn tạo thành glu rồi.
GNO3 trong NH3 tạo thành amoni gluconat rồi. Vậy thằng Z này là acid gluconic. Vậy là glucose này, amoni gluconat này, acid gluconic này. Glucose này. À đây là amino. Úi giời ơi, tí thì khoanh cùng này. Mày thế. Amoni gluconat, acid gluconic. B. Fructose. Kinh chưa? Tỉnh đo nó. Này, tí khoanh amino. Để lừa. Kinh thật, chuyên vinh đấy. Đến bao giờ thầy mới hết 5 nỉ chữ em bấm hộ thầy. Đến bao giờ thầy có máy tính. Câu 37. Nào câu 37. Chuyên khoa của Huế lần 1 năm 2019. Một dung dịch có các tính chất sau này. Tác dụng với AgNO3 trong NH3 khi đun nóng và làm mất máu dung dịch nước và rôm. À, vậy thằng này tác dụng AgNO3 trong NH3 này, mất máu dung dịch nước và rôm này. Thế thì khả năng cao là glu rồi. Không thể phải được. Glu hoặc man. Glu hoặc man. Glu hoặc man vậy thì glu hoặc man vậy thì bỏ ngay phrúc. Đúng chưa? Bỏ ngay xác. Hòa tan là siêu hát lần màu xanh nam bỏ nốt sen. Không thủy phân vậy chắc chắn là glu rồi. Ok, cái gì đấy? Bọn này nó cười trên nỗi đau của thầy, khổ thân. Chẳng thấy khổ thân, chẳng thấy thương thầy. Câu 38. Câu 38. Chuyên khoa học Huế lần 1 năm 2019. Cho các chất, số chất có thể tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Số chất có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit này. Vậy mình có này. Vậy thầy có này. Glu không thủy phân và rút không thủy phân nhá. Tinh bột thủy phân. Sen thủy phân. Benzin acetat este thủy phân. Glycerol không. 1, 2, 3 cháu. Đáp án đúng đáp án. À. 38 à, truyền chính xác. Câu 39 nha, câu 39 nha, câu 39 nha. Chuyên khoa học Huế lần 1 năm 2019. Cho các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học. Xảy ra phản ứng hóa học. À, xác. Xác thì hòa tan ở siêu hóa lần là 1. Phrúc tác dụng với hydro tạo thành sucrose là 2. Phrúc trắng được bạc là 3. Bởi vì phrúc trong môi trường NH3 thì chuyển thành hóa thành glu. Glu ăn được hydro tạo thành sucrose là 4. Xác không phản ứng với AgNO3 trong NH3. Glu ăn được CuH2 lần là 5. Vậy tổng cộng mình có 5 phản ứng hóa học. À. Ok, mình còn 3 câu nữa thôi cả nhà. Câu số 40, câu trong đề thi minh họa năm 2018. Câu này cực kỳ hay. Câu này cực kỳ hay. Và các em nhớ bấm máy tính giúp thầy nha. Câu số 40. Lên men mở gam tinh bột. Tinh bột công thức nó là C6H10O5. Hiệu suất 81%, 0,81. Toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra. Hấp thụ vào BaO2 lần. 0,05 mol. Thu được kết tủa là BaCO3 và dung dịch X. Thêm từ từ NaOH vào X, vậy chắc chắn là có BaHCO3 rồi, hai lần rồi. Cộng với NaOH thu được kết tủa lớn nhất thì cần dùng 10 ml. Kết tủa lớn nhất thì cần dùng ít nhất, nghe quen quen đúng không? 0,01 nhân 0,1 à đâu, 0,01 nhân 1 thì bằng 0,01. Truyền học trường chuyên, truyền học thầy Minh chuyên. Truyền học trường thường em ạ. Nhưng mà bạn ấy học thầy. Được chưa? Vậy bây giờ thầy đặt anh này là amon nhé. Thầy tách thằng này xuống cho chúng ta cùng hiểu này. Các em cùng nhìn câu này thì chữ nhiều lắm rồi. Vậy đầu tiên là HCO3 trừ này, số mol là 2A. Cộng với NaOH là OH trừ. Để tạo thành CO3 2 trừ nhé. Ít nhất là min đúng không? Vậy là OH trừ này nhỏ nhất. Số mol OH trừ là 0,01 rồi. Vậy là chỗ thằng CO3 trừ tính theo thằng nhỏ nhất. Vậy là thằng nhỏ nhất là 0,01. Ok chưa? Ok chưa? Tiếp tục này. Vậy anh này tác dụng với Ba2 cộng. Số mol Ba2 cộng là amon. Để tạo thành BaCO3. Và chỗ này là kết tủa lớn nhất. Vậy là kết tủa max. Được chưa? Mà để cho kết tủa max thì khi phải chỉ khi Ba2 cộng với kết tủa hết. Vậy thằng này là amon. Và A phải chính bằng 0,01 bởi vì nó kết tủa hết mà. Vậy A bằng 0,01. Hiểu không? A bằng 0,01 nhá. Vậy đến đây này, nhìn kỹ này, thầy đi bảo toàn nguyên tố carbon này. 0,01 nhân 2. Từ từ đã.
Từ từ đã, từ từ đã. Bảo toàn Paris đã. 0.05 trừ 0.01 với anh này bằng 0.04 đó này. Bảo toàn carbon 0.01 nhân 2 mà 0.06 cộng 0.04. Sorry, 0.01 nhân 2 mà 0.02 cộng 0.04 mà 0.06. Suy ngược lại, 0.06 nhân 1 chia 2 bằng 0.03. Thuận nhân, nghịch chia. Vậy đầu này phải chia cho 0.81. 0.03 chia cho 0.81 được bao nhiêu nhân 162? Câu này nhiều đứa bị sai lắm thế các em. Học thầy là đúng chắc luôn. Nào, 0.03 chia cho 0.81 nhân 162 bằng bao nhiêu? Bấm máy tính giúp thầy nào các em ơi. Hình như 162 chia 0.81 thì bằng 2. Hình như bằng 6. Phải không, bằng 6 không em? Bởi vì thằng này chia thằng này bằng 2 này. Vì thằng này bằng 6 gram rồi. Thầy thế bằng 6 gram luôn. Bấm máy tính giúp thầy đúng bằng 6. À đúng, Thùy Linh bấm chuẩn luôn. 6 gram. Ok. Thank you cả nhà. Cả nhà hiểu bài không? Cả nhà hiểu bài này thì chấm các thầy biết nhá. Những câu này những câu vận dụng cao rồi. Cảm ơn Thanh Hà. Vận dụng cao nên ít bạn xem là chuẩn luôn. Nào câu 41, câu 41, câu 41, câu 41. Câu 41. Cười gì mà hí hí. Ghét tâm rồi nha. Thành phần chính của tinh bột là amylose. Sai, thành phần chính của tinh bột là amylopectin. Gốc alpha glucose trong mạch amylopectin liên kết với nhau và liên kết 1,4 glycosid và 1,6 glycosid, chính xác. Này thì nhiều đau họng đấy, đau họng không có thời gian không dạy được nữa đâu. Tinh bột và sen đều là poly, có cấu trúc mạch không phân nhánh, tinh bột không phân nhánh. Sai, tinh bột là có phân nhánh. Bởi vì tinh bột có amylopectin. Amylopectin là có phân nhánh. Ui, câu này lừa dã man. Thanh niên nào chưa xe lại thật nhanh về tường nhá. Nào câu số 4. Tinh bột và sen đều tan trong dịch H24 khi đun nóng và tan trong nước Svayze. Nào, tinh bột và sen đều tan trong dịch H24 khi đun nóng và tan trong nước Svayze. Tinh bột và sen đều tan trong dịch H24 khi đun nóng, đúng, thủy phân. Nhưng ta như nước sợi bezier là chỉ muốn thằng tinh bột thôi. À chỉ muốn thằng sen thôi, tinh bột không. Sai. Câu 5. Sen được dùng để Trần Đỗ Trung Nam, em mà muốn đăng ký khoa học thì inbox cho thầy nhá. Inbox cho thầy nhá. Còn ở đây tập trung để học thôi. Những bạn nào muốn đăng ký khoa học live VIP hoặc là khóa full video thì đăng ký cho thầy. Như thầy đã nói thì hiện tại bây giờ là 50 bạn đăng ký đầu tiên trong ngày hôm nay, thầy đang chào mừng đợt ngày lễ khai giảng. Thì nếu em đăng ký khóa live VIP chỉ giá 500.000 thì em được tặng khóa full video. Cellulose được dùng để điều chế thuốc súng không khói. Đúng. Sản xuất tơ visco. Đúng. Visco là cellulose hòa tan là CH2. Tức là CH2 đúng. Nhỏ vài giọt dung dịch iốt vào nhúm bông cho thành nhúm bông chuyển thành màu xanh. Iốt thì nó làm chuyển màu tinh bột cơ. Bông không phải tinh bột. Sai. Ui, dã man nhỉ. Đây, Trung học phổ thông Thăng Long lần 1. Thằng này năm ngoái có trong sách của thầy đấy. 2 năm đúng, còn là tất cả sai hết. Nhưng mà phải đọc kỹ. Phần này không đọc kỹ là tèo. Nốt cái 7. Các hợp chất glu và ruc đều chứa chức ancol trong phân tử. Glu có, ancol và ruc có, xác có, tinh bột có, sen có. Đúng. Ui, lại hỏi số phát biểu không đúng này. Điêu chưa? Không đúng à? 1 không đúng. Không, 1 năm em ạ. 500k trong 1 năm. 1 không đúng, 3 không đúng, 4 không đúng, 6 không đúng, 4 thằng không đúng. 4 là không đúng. Đáp án đúng là đáp án gì? Ai đâu lại? 43. 43. 43 nhìn ghê phết. 43 nhìn ghê phết. Anconetilic được điều chế bằng cách lên men tinh bột theo sơ đồ sau. C6, H10, O5. Để tạo thành hai thằng C2H5OH. Nhìn kỹ nha, bài độ rượu rất hay xài. Để điều chế 10 lít anconetic 46 độ. Được chưa? Không đâu, 500k học của thầy kẻ đời dã man nhỉ. Để điều chế mình có độ rượu. Vậy là mình có V nguyên chất sẽ bằng 46 độ là 46/100 nhân với 10. Vậy là bằng 46 rồi. Vậy hoàn toàn đến đây thì mình tìm được M nguyên chất. Đây có D này. D bằng
M trên V. Vậy suy ra M bằng D nhân V. D là bằng 0,8. Nhân V là 4,6. Ra một nguyên chất nha. Vậy hoàn toàn đến đây, chúng ta tìm được số mol của C2H5OH bằng 0,8 nhân 4,6. 0,8 nhân 4,6 chia 46. Không phải 8 nhân 46 chia 46, 46 chia 46 hết. Vậy đây bằng 0,08. Chắc số mol này 0,08. Nha. Vậy hoàn toàn thì suy ngược lại, hiệu suất quá trình là 80% thì nó là 0,8. 0,08 nhân 1 chia 2 bằng 0,04. Thuận nhân nghịch chia, chia cho 0,8. Được bao nhiêu nhân với lại 162? Bấm bộ tài với 0,04 chia 0,08 thì nó bằng bao nhiêu nhỉ? 0,04 chia cho 0,8. 0,08 đúng rồi. Nhưng mà bây giờ là nhân 1 chia 2 0,04 này chia 0,8 nhân 162 cơ. 0,04 chia 0,08 nhân 162 bao nhiêu các em? Thằng này chắc bằng 0,05 nhân 162 chắc bằng 8,1 rồi. 8,1 đúng và chính xác Lan Anh. Thank you em. 8,1 đáp án đúng đáp án D. Ok. Ok ok ok. 44 câu cuối cùng của tối ngày hôm nay. Cảm ơn Thí Linh nhá. 44. Cảm ơn Lan Anh. 44. Chuyên Thái Bình lần 2. Cho các phát biểu sau về carbonat. Nào comment phát cuối tối ngày hôm nay xem nào các em. Comment phát cuối tối ngày hôm nay xem nào. Số phát biểu đúng nhé. Glu và xác. Thầy đang mong muốn là tất cả hơn 50 bạn cũng đang theo dõi video livestream của thầy cùng comment cái đáp án cuối ngày hôm nay thì coi xem em làm đúng hay làm sai. Glu và xác đều là chất rắn vị ngọt dễ tan trong nước, cái này chính xác. Tinh bột và sen đều là polysaccharide, chính xác tiếp. Thank you Tâm. Tâm làm thầy đau họng này, trong dịch glu và xác đều hòa tan siêu hóa lần tạo phức xanh lam. Chính xác. Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xác. Tinh bột thì thu được alpha glu. Xác thì thu được alpha glu và beta fructose. Nên chỉ thu được một loại là sai. Đun nóng glu với AgNO3 thu được bạc. Chính xác tiếp. Glu và xác đều tác dụng với hiro thu được sorbitol. Sai, xác là tác dụng với hiro không thu được sorbitol. Vậy là gì nhỉ? 1, 2, 3, 4. 4 phát biểu đúng. Đáp án đúng đáp án. Xe. Ok. Xong buổi tối ngày hôm nay. Các em ơi. Các em nhớ lời dặn của thầy nhá. Tối thứ tư chúng ta sẽ có buổi thi thử với ET 50 phút 40 câu. Quà đặc biệt một bạn duy nhất được 10 sẽ được thầy tặng quyển sách hữu cơ trị giá 145.000. Nhưng mà quà tặng vô giá hơn đó là lời chúc của thầy ở ngay đầu quyển sách. Và tối thứ năm thì thầy sẽ live giải full để thi thử đó vào 20:30 tối thứ năm nhá. Và buổi học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Bye bye. Hẹn lại các em. Chào tạm biệt.